Xin chào các anh chị đã đến với kênh của Khanh Trần. Ngày hôm nay tôi xin chia sẻ với các anh chị những nguyên tắc để networking với người thành công hơn mình. Trong kinh doanh chúng ta đều mong muốn gặp gỡ những người thành công hơn để chúng ta có thể học tập và lắng nghe những chia sẻ của họ. Thậm chí là chúng ta muốn xin lời khuyên của những người thành công, phải không? Vì vậy thì anh chị hãy chuẩn bị cho mình những nguyên tắc cơ bản để chúng ta tham gia networking với những người hơn mình. Và anh chị hãy bấm vào cái kênh của tôi để theo dõi cũng như like, comment để giúp tôi có nhiều động lực để chia sẻ ở những video lần sau nha anh chị nhé. Vâng, đầu tiên chúng ta đến với cái nguyên tắc năng tới nơi có người thành công hơn mình. Đây là nguyên tắc rất là cơ bản. Chúng ta muốn thành công, chúng ta muốn được gặp gỡ những người thành công thì chúng ta cần phải chịu khó đi đến những sự kiện, những nơi mà có những người thành công. Chúng ta biết chúng ta đang ở đâu và chúng ta biết là cái nơi nào chúng ta cần đến. Chẳng hạn như anh chị làm ở trong lĩnh vực về tài chính, hay làm về nhân sự, hay là làm về lĩnh vực logistics chẳng hạn. Chúng ta phải tìm những người nào thành công hơn để chúng ta hỏi và chia sẻ, phải không ạ? Vì vậy thì hãy tìm đến những cái nơi mà những người đó thường xuyên hiện diện ở đó để chúng ta gặp gỡ. Tiếp theo đó là gì ạ? Chúng ta tận hưởng cảm giác không thoải mái. Khi gặp những người thành công hơn mình sẽ có cái cảm giác đó là gì ạ? Không tự tin. Chúng ta nhìn họ từ xa và không dám tới gần. Anh chị ơi, những người thành công mà đã thành công rồi á thì họ rất là, tôi cũng tiếp xúc với rất là nhiều người thành công và họ rất là khiêm tốn, họ rất là thích chia sẻ và giúp đỡ những người đi sau. Vì vậy anh chị cứ tự tin tiến về phía họ và nói chuyện, và có thể chúng ta sẽ có một vài cái cảm giác không thoải mái, nhưng hãy tận hưởng nó ở trong những lần đầu tiên gặp gỡ thôi, và những lần sau hoàn toàn anh chị sẽ hết cái cảm giác này. Thế thì bằng cái cách chúng ta chỉ cần khiêm tốn nói chuyện với họ, giới thiệu về mình và rất là mong muốn gặp gỡ để hỏi họ và thừa nhận những cái điểm yếu của chúng ta, thì hoàn toàn anh chị sẽ không còn lo lắng, không còn bối rối, không còn thiếu tự tin nữa đâu anh chị ạ. Vì vậy cái nguyên tắc thứ hai đó là tận hưởng những cảm giác không thoải mái, chỉ một ít thời gian anh chị sẽ hết ngay lập tức. Chúng ta cũng phải nhớ rằng có một số những anh chị rất là ngại tham gia những cái networking, gặp gỡ đám đông, hay là một số anh chị hướng nội, ngại ngùng khi gặp người lạ, thì chúng ta cũng cần phải cố gắng vượt qua những cái cảm giác này để chúng ta có thể gặp gỡ cộng đồng và đến những cái sự kiện có nhiều người thành công. Tiếp theo, nguyên tắc thứ ba đó là không bao giờ bán hàng cho người thành công. Anh chị biết không, những người thành công thì họ đã có supplier hết rồi, họ có những người đã cung cấp sản phẩm dịch vụ cho họ hết rồi. Và khi chúng ta mới gặp gỡ họ thì chúng ta đừng bán hàng, đừng chào hàng với họ, mà hãy nói chuyện, hỏi thăm họ và hỏi họ có những cái sản phẩm dịch vụ gì, hoặc là những công trình nghiên cứu của họ là gì. Hãy hỏi về những cái đam mê sở thích của họ là gì, thì hoàn toàn là chúng ta rất là dễ dàng nói chuyện và xây dựng một quan hệ. Và khi mà gặp người thành công, đừng bán hàng. Họ sẽ rất là khó chịu khi mà họ cảm giác là bị lợi dụng, làm quen với người thành công hơn, có nhiều tiền hơn, ngay lập tức bán hàng cho họ và bỏ rất là nhiều catalog ra để giới thiệu. Họ sẽ không thích đâu và họ sẽ lảng tránh và không muốn gặp anh chị lần hai. Và theo những nghiên cứu, muốn chốt một đơn hàng tùy từng ngành hàng đắt hay rẻ mà chúng ta sẽ phải cần làm việc với người đó, làm quen với người đó, xây dựng một quan hệ với người đó và gặp ít nhất là 5 lần anh chị ạ thì mới ra đơn hàng. Vì vậy thì hãy kiên nhẫn vượt qua 1-2 lần đầu tiên để xây dựng một quan hệ để họ ấn tượng với anh chị. Muốn gặp lại anh chị lần 3, lần 4 thì lúc đó họ quan tâm đến anh chị, họ sẽ chia sẻ và họ sẽ có thể giới thiệu cơ hội kinh doanh cho anh chị hoặc là mua hàng của anh chị. Vì vậy lần đầu tiên đừng bao giờ bán hàng với người thành công anh chị nhé. Từ đó là tìm hiểu trước về những mối quan tâm của họ. Những người thành công thì chắc chắn họ cũng có rất là nhiều những cái mối quan tâm, chẳng hạn như về sở thích của họ này, cá nhân, thể thao, ăn uống, sức khỏe, hay là quan tâm của họ về chuyên môn, về kinh tế, về kinh doanh, về cái ngành nghề hoặc là lĩnh vực của họ. Anh chị sẽ tìm hiểu những người này thông qua internet, website để biết được họ đang quan tâm điều gì, và khi có cơ hội gặp gỡ họ thì hãy hỏi thêm về họ. Khi thấy anh đang quan tâm đến vấn đề này, khi tôi nhìn thấy những cái trang Facebook cá nhân của anh, tôi rất là muốn nghe thêm về những mối quan tâm của anh chị được không, thì hãy hỏi những câu hỏi như vậy thì họ cũng rất là hào hứng. Wow, người này rất là quan tâm đến mình, người này đã tìm kiếm những cái thông tin về mình thông qua mạng, và người này thực sự là muốn kết nối với mình đây, và họ sẵn sàng chia sẻ những thông tin, nói chuyện với anh chị đấy. Vì vậy thì hãy chịu khó dành thời gian tìm hiểu về cái người này, họ quan tâm điều gì để chúng ta có cái nội dung để nói chuyện nhé. Và thứ năm đó là mang thêm giá trị cho họ. Anh chị thân mến, người thành công không có nghĩa là họ không có vấn đề, họ luôn luôn có vấn đề. Và lúc nào ai
trên cuộc đời này đều có vấn đề cả. Người thành công thì có các vấn đề của người thành công. Vì vậy thì khi mà gặp người thành công, anh chị hoàn toàn vẫn có thể mang những cái giá trị của anh chị để có thể cho họ, có thể cống hiến cho họ. Khi mà gặp gỡ những người như vậy, sau khi kết nối hỏi thăm thì hoàn toàn mình có thể hỏi một cái câu mà ở trong BNI chúng ta gọi là cái câu thần chú, đó là How can I help you? Tôi có thể giúp đỡ được anh chị điều gì không? Và hoàn toàn chúng ta kết nối với cái câu hỏi thứ tư, phải không ạ? Những mối quan tâm, những khó khăn của họ. Và đến câu thứ năm, đến lần thứ năm ạ, cái nguyên tắc thứ năm chúng ta hãy hỏi thêm là: vậy thì em có thể giúp đỡ được anh chị gì không? Em có những mối quan hệ ở trong cái cộng đồng này, trong cái hiệp hội này, có những kiến thức mà em đã từng học như thế này, em không biết là có thể giúp đỡ anh chị được điều gì không? Những cái câu hỏi như vậy ấy, khiến họ cũng wow, tôi đang cần đúng cái chuyên ngành, cái thông tin của anh ấy. Vậy thì hoàn toàn chúng ta có cơ hội để giúp đỡ họ, mang lại giá trị cho họ. Và chúng ta có giá trị cho họ thì họ cũng cảm thấy làm gì ạ? Họ cần anh chị. Và hoàn toàn chúng ta sẽ trở nên cân bằng hơn. Chúng ta sẽ có cái giá trị cho họ thì họ cũng muốn kết nối với chúng ta. Thì đây là một số những nguyên tắc để anh chị có thể tham khảo để làm sao kết nối với những người thành công hơn mình, để từ đó xây dựng cái mối quan hệ của mình càng ngày càng chất lượng hơn. Và tôi xin chúc anh chị sẽ tham gia những chương trình networking một cách vui vẻ và hiệu quả nhé. Và hãy bấm vào cái kênh của tôi theo dõi và ủng hộ bằng những lời comment, động viên, khen ngợi hoặc góp ý để tôi sửa cho những video lần sau. Xin cảm ơn các anh chị đã lắng nghe. Hẹn gặp lại ở những video lần sau.